Hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu với các bạn về một cái app mà đang được cộng đồng đào coin đang rất là sôi động. Đó chính là cái app mà Pcoin, để cho chúng ta đào pi về máy. Và hiện tại thì Pcoin chưa chính thức được lên sàn. Tuy nhiên thì chúng ta có thể đào pi về trong máy và chờ đợi một ngày đẹp trời, pi sẽ lên sàn và chúng ta có thể quy đổi pi thành tiền, hoặc là quy đổi pi để lấy mua đồ ở trên các cái trang thương mại. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn về cái cách mà chúng ta tạo tài khoản để chúng ta đào pi nhé. Để tải cái app đào Pi về thì đối với dòng máy iOS thì chúng ta sẽ tải ở trên App Store, còn đối với Android thì chúng ta sẽ chọn CH Play. Sau đó thì chúng ta sẽ gõ cụm từ Pi Network. Rồi ok. Chúng ta sẽ nhấn vào cài đặt và chúng ta sẽ đợi máy đào về. Sau khi đã tải xong thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái giao diện như ở trên màn hình có chữ Pi kìa. Chúng ta tích vào Pi và thường thì chúng ta sẽ là chọn theo số phone. Sau đó thì chúng ta sẽ chọn quốc gia. Quốc gia của chúng ta là Việt Nam. Chúng ta tìm Việt Nam. Rồi, ok. Sau đó chúng ta sẽ chọn số điện thoại của chính chúng ta. Ví dụ của mình là 0919628855. Rồi, ok, go. Chỉ cần một vài thao tác thôi. Hiện tại thì Pi đang trong giai đoạn 2, chưa được quy đổi thành tiền. Tuy nhiên chúng ta sẽ chờ một ngày đẹp trời thì chúng ta sẽ có tiền. Ở đây password thì gồm có ký tự, chữ hoa, chữ thường và số. Ví dụ như của mình thì mình sẽ đánh là sao anh lại yêu Pi 01. À, ví dụ như vậy. Rồi, submit. Ở trên thì chúng ta sẽ ghi họ của chúng ta. Của tôi là Phạm Tiến Thưởng. Thì ở trên là họ Phạm và bên dưới sẽ là Tiến Thưởng. Rồi, còn cái phần phía dưới đây nó sẽ chính là cái mã để chúng ta giới thiệu cho những người khác. Ví dụ như ở đây mình cũng sẽ ghi là thưởng thật thà, chúng ta submit và nó sẽ ra một cái code của người giới thiệu, thì chúng ta sẽ phải ghi cái code của người giới thiệu chúng ta. Ví dụ chúng ta sẽ ghi là thưởng thật thà, đó chính là một cái code khác của tôi. Sau khi kích vào đó rồi thì màn hình hiện cái chữ gì thì chúng ta sẽ tích vào cái đó. Nó cứ hiện cái gì ra thì chúng ta tích vào cái đó là máy nó sẽ tự chạy thôi. Rồi, ok, như vậy là cái quá trình đào tạo ở đây là đã ok rồi. Dismiss là xong. Rồi, và bây giờ chúng ta là sẽ cứ 0,25 pi sẽ đào trong 1 giờ cho chúng ta. Và chúng ta sẽ để cho máy chạy trong vòng 24 giờ. Cứ sau 24 giờ thì chúng ta sẽ phải vào lại một lần. Đó. Ở đây là total là chúng ta được 25 pi trên 1 giờ. Nếu như chúng ta mà không cần sử dụng thì chúng ta có thể là thoát cái phần mềm Pi này để cho nó không bị chạy ngầm và nó sẽ không tốn một cái tài nguyên gì của chúng ta.
Kể cả pin cũng vậy, gần như là không có bị tốn pin. Và nó sẽ vẫn cứ đào pin cho chúng ta trong vòng 24 giờ. Đó là một cái hay của cái app này. Cộng đồng Pcoin thì chúng ta có thể vào cái chat và chúng ta xem những các cái thông tin, ví dụ về giới thiệu, về Pi nó là cái gì và Pi đáng giá bao nhiêu đồng và cộng đồng Pi của thế giới đang đào như thế nào. Ở đây thì có phần tiếng Việt và có phần tiếng Anh để cho chúng ta cùng xem, cùng đào với cộng đồng đào Pcoin. Còn khi mà chúng ta muốn chat với cộng đồng tiếng Việt hoặc là chúng ta muốn xem thêm thông tin thì chúng ta vào phần tiếng Việt để chúng ta tìm hiểu. Và sau 3 ngày thì chúng ta sẽ được thiết lập một cái vòng tròn bảo mật, thì nó sẽ được tăng thêm cái tốc độ đào của chúng ta lên tới, cứ mỗi một chúng ta add một người vào thì được 20% và chúng ta được add tối đa là 5 người thì chúng ta sẽ được 100% cái tốc độ đào. Nói chung là chúng ta cần phải giới thiệu bạn bè của chúng ta để bạn bè của chúng ta đào cùng với chính chúng ta thì nó sẽ rất là nhanh. Các bạn có thể giới thiệu bằng cái mã của chính bản thân các bạn. Còn bây giờ thì các bạn sẽ sử dụng cái mã giới thiệu của mình, đó chính là thưởng thật thà. Và bây giờ thì mình sẽ thoát toàn bộ cái phần Pi của mình ra. Sau 24 giờ thì mình sẽ vào và sau ngày thứ ba thì mình sẽ được add vào cái vòng tròn bảo mật, nó sẽ tăng tốc độ đào của mình lên. Rồi, đây là sang ngày thứ ba thì chúng ta tích vào Pi này. Và nó cứ hiện cái gì lên thì chúng ta sẽ hiện thì chúng ta sẽ tích vào cái đó thôi. Nó cũng rất là đơn giản. Sau đó thì chúng ta tích vào cái hình đầu người kia kìa, một một đấy. Đó. Sau đó chúng ta tích vào cái chữ người giới thiệu của mình kìa. Cứ tích vào đấy thôi. Tích vào đấy là máy nó sẽ tự nó chạy. Rồi, ok. Ok tiếp. Rồi. Bạch ra, thấy chưa? Thì chúng ta đã được 20% tốc độ đào. Tức là ở đây thì đây là cái máy thứ hai của mình. Thì mình làm để chúng để làm cái demo thôi. Và ở đây thì có mình mới có add chính cái số điện thoại trước của mình để mình đào. Và hiện tại thì mình vẫn nói lại đó là Pi thì chưa lên sàn. Và chúng ta cứ đào Pi về trong cái tài khoản của chúng ta. Đợi đến khi nào mà Pi lên sàn thì chúng ta sẽ có thể lúc đó sẽ được quy đổi thành tiền hoặc là để mua đô. Rồi các bạn nhớ là đào Pi với cái mã giới thiệu của mình là thưởng thật thà nhé. Và chúc các bạn sẽ đào được thật nhiều pi và đợi một ngày chúng ta sẽ có thể đổi pi thành tiền hoặc là hiện vật. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các cái video lần sau.